máy hút ẩm Corona 18 lít hàng nội địa Nhật cực kỳ tuyển các bác này. Ok, chào mọi người nhá. Buổi sáng hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác một con máy hút ẩm. Con này là máy hút ẩm Corona 18 lít điện 100V mọi người nhá. Hàng nội địa Nhật. Đây em đang cắm một đổi quần kìa. Đấy. Máy thì hàng nguyên zin. Bên em đã test rất là kỹ rồi các bác nhá. Test rất là kỹ, máy móc làm nguyên zin, máy là nguyên zin các bác nhá. Trắng nguyên zin nhá, hàng cực kỳ tuyển luôn các bác nhá. Đấy. Đây là hàng Corona, con này 18 lít mọi người nhá. Đây em sẽ cho mọi người xem cái thông số con này ạ. Đấy, cái này là 18 lít nhá. Có cái kiểu dáng như này cũng sẽ có 10 và 18 lít mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể xem tem này, và một số con mất tem ấy thì các bác tiếp xem tiếp video nhé. Ở cái đoạn tiếp theo thì bên em có nói về cách phân biệt giữa Corona 10 lít và 18 lít. Và đây em cũng đây hình thức bên ngoài thì em đang quay rất thực tế các bác rồi đúng không ạ? Đây ạ, bốn xung quanh. Đấy, và hình thức bên trong thì các bác có thể xem cái đoạn video hôm qua em quay cái dàn bên trong con máy này. Khi mà anh em làm máy thì em quay lại rất là mới luôn, mọi người cùng xem nhá. Đây mọi người nhá, em vừa tháo một con máy hút ẩm Corona nhá, 18 lít. Đấy, dòng này điện 100 mọi người nhá. Dàn cực kỳ mới luôn. Cái dòng Corona này, mọi người phân biệt với dòng 10 18 lít nhá. Nếu dòng 10 thì cái dàn này nó chỉ đến đây thôi mọi người. Đấy, 18 lít dàn dày gấp đôi nhá, dàn dày gấp đôi so với dàn 10 nhá. Có một con Corona giống y này, về hình thức giống y này, nhưng mà dàn nó là dàn dàn đơn, đây là dàn kép mọi người, 18 dàn dày gấp đôi. Dàn rất mới mọi người nhá. Rồi, ok, thì đấy là cái nội dung ở bên trong và cách phân biệt của cái con 18 và 10 lít của hàng Corona này. Bác nhá, ok ạ, con này thì dùng cho phòng khoảng 7-80m², máy cực kỳ tuyển luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu con này liên hệ bên em nhé. Hiện tại có một chiếc duy nhất thì ạ. Đấy, hàng cực kỳ tuyển. Con này thì dùng quá là ok rồi, máy trâu bò khỏe, hiển thị độ ẩm, đặt các chế độ hút ẩm để sấy quần áo các thứ đầy đủ hết mọi người nhé. Nói chung là một con rất ok. Bác nào có nhu cầu liên hệ bên em nhé, chạy siêu êm luôn. Rồi các bác.